Tiểu sự chị em Nini và Vina Uyển My nổi đình nổi đám tại hải ngoại những năm 90. Lý do vì sao bây giờ ít xuất hiện? Nini đến Hoa Kỳ vào năm 1975, khi cô chỉ là một cô bé. Lần đầu tiên cô trình diễn trước khán thính giả là năm 1979, cô đã trình bày nhạc phẩm Julius Milai trước các bạn cùng trường của mình. Cha cô nhạc sĩ Trương Sĩ Lương tìm thấy ở cô con gái trẻ của mình có năng khiếu về âm nhạc và đã khuyến khích cô tiến sâu vào con đường này. Từ đó cô tiếp tục học ca hát để trau dồi thêm giọng hát của mình. Nini thâu bài hát đầu tiên Yesterday trong CD Tình Thu Mênh Mông của trung tâm ASEA và xuất hiện lần đầu trong cuốn video kỷ niệm 10 năm. Cô từng hát tam ca với Hà Vi và Vina Uyển My. Thời điểm trước năm 2018, trước khi ASEA tan rã, Nini ký hợp đồng độc quyền với ASEA, cho nên hầu hết thời gian của cô đều bỏ vào công việc luyện tập, thâu hình, thâu thanh cho CD của cô và lưu diễn. Những bài hát cô thích nhất là Saturday, Casalenka, Hotel California và một số nhạc Mỹ khác. Thời điểm đó cô còn rất mới đối với nền ca nhạc Việt Nam ở hải ngoại. Nhưng Nini đã đi lưu diễn rất nhiều nơi trên toàn quốc và cùng với trung tâm ASA đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới. Cô cho biết lần trình diễn tại Úc năm 1994 là kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô. Từ lúc cô bắt đầu vào nghề cho đến nay, cô đã thâu rất nhiều nhạc phẩm và xuất hiện trên hầu hết những cuốn video của trung tâm ASA. Đối với cô, cuộc sống rất là bình yên và giản dị. Gia đình là yếu tố quan trọng đối với tình yêu và không nên ích kỷ. Cuộc sống đối với cô rất đẹp và tiền bạc thì ai cũng phải cần đến, nhưng không nên làm nô lệ cho đồng tiền. Nini mơ ước một ngày nào đó cô sẽ có một trung tâm riêng cho cô. Vina Uyển My tên thật là Vina Trương. Cô sinh ra tại New Orleans sau khi gia đình cô sang định cư năm 1975. Ngay từ nhỏ, cô đã chứng tỏ năng khiếu về âm nhạc. Nhạc sĩ Trương Sĩ Lương, cha cô đã khuyến khích cô con gái mình đi sâu vào bộ môn này. Chị lớn của Vina Uyển My là Nini, một trong ba người của ban tam ca thường xuất hiện trên băng ASA. Lần đầu tiên, Vina Uyển My hát trước khán thính giả là tại nhà hàng của gia đình cô, lúc cô chỉ mới 12 tuổi. Tuy nhiên cô đã không thực sự đi hát cho đến năm cuối cùng của trung học, khi cô 17 tuổi và tham gia vào ban nhạc của cha cô. Vina Uyển My cũng biết thổi sáo và cô bắt đầu hát chuyên nghiệp năm 1993. Ngay từ khi mới xuất hiện, cô đã được rất nhiều người mến mộ. Hiện nay cô vẫn nghĩ bài hát liên khúc đi quay là kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình. Vina Uyển My thích tất cả các loại nhạc, nhất là nhạc pop Mỹ, và bài cô yêu thích nhất là Mood Operator. Vina Uyển My thích trò chuyện cùng khán thính giả của mình. Sau những buổi trình diễn, cô cũng thích khi vũ và tập thể thao. Mơ ước của Uyển My là trở thành một cô giáo dạy nhạc. Cô thích mì và nước trái cây. Dù cô lưu diễn rất nhiều nơi trên thế giới và Hoa Kỳ, nhưng cô thích nhất vẫn là New Orleans, nơi cô đã sinh ra và lớn lên. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2022, chị em ca sĩ Nini và Vina Uyển My đã có một buổi trò chuyện. Ca sĩ Nini nhớ lại kỷ niệm. Khi tôi lên sân khấu thì bị bắt cắt tóc tại chỗ, vừa cắt vừa khóc. Chị em Nini và Vina Uyển My vốn là cặp ca sĩ trẻ, từng nổi đình nổi đám tại hải ngoại những năm 90 với dòng nhạc trẻ sôi động. Tuy nhiên nhiều năm gần đây, cả hai đã ít đi hát. Mới đây tại chương trình Simi TV, chị em Nini và Vina Uyển My đã chia sẻ về thời kỳ mới đi hát của mình. Ca sĩ Nini từng nổi tiếng với bài Sao Em Kỷ Niệm nói: "Tôi và Uyển My là hai chị em trong một gia đình. Tôi là chị cả, còn Uyển My là em út. Ba mẹ tôi sinh tổng cộng 4 cô con gái. Hai em còn lại của tôi cũng đi hát, nhưng chỉ một thời gian ngắn và không nổi tiếng như tôi và Uyển My. Ba tôi là một nhạc sĩ, từng hoạt động trong một nhóm nhạc. Sau khi sang Mỹ, ông chuyển qua làm báo. Gia đình tôi rất yêu nước, lúc nào cũng hướng về Việt Nam. Gia đình tôi qua Mỹ từ rất sớm, khi đó tôi còn rất nhỏ, còn Uyển My vẫn chưa ra đời. Sau này sinh tại Mỹ, ba má muốn con cái ráng học tiếng Anh để còn đi học. Dần dần tôi quên luôn tiếng Việt, đến khi bắt đầu đi hát tôi mới nói lại tiếng Việt và được các anh chị nghệ sĩ rèn luyện để hát tiếng Việt thời đó. Cũng đang thành phim bộ Hồng Kông như Anh Hùng Xà Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp với Thuyết Minh tiếng Việt. Chị em tôi coi xong, nghiện quá nên thích học tiếng Việt. Nhiều chữ chúng tôi nghe không hiểu nhưng cố học. Sau này chính ba tôi đã gửi băng thu âm của chúng tôi tới các trung tâm ban nhạc tại hải ngoại để giới thiệu chị em tôi đi hát. Khác với những ca sĩ khác tại hải ngoại, chúng tôi đi theo con đường nhạc trẻ, thường hát nhạc sôi động. Đến như bài Giọt Mưa Thu, vốn là ca khúc nhạc xưa cũng được chúng tôi hát lại với màu sắc rất hiện đại. Chúng tôi hoạt động cùng lúc với Hà Vi. Thời mới đi hát,
Tôi để tóc dài, nhưng trong một lần ăn tiệc BBQ bị lửa bắt lên tóc nên phải cắt thật ngắn như con trai. May mà không cháy vào mặt. Tôi không ngờ mái tóc ngắn đó lên sân khấu lại gây chú ý và tạo nên thương hiệu cho tôi, nhìn rất đẹp. Bây giờ tôi có tuổi rồi nên phải để tóc dài, không cắt ngắn như xưa. Vì thế nên nhiều khán giả không nhận ra tôi. Có một lần tôi cố nuôi tóc dài, nhưng vừa chuẩn bị lên sân khấu là bị bắt cắt tóc ngay tại chỗ. Vì tóc dài không hợp, tôi vừa cắt tóc vừa khóc, thành ra lên sân khấu diễn cảm xúc buồn rất đạt. Tôi buồn thật chứ chẳng cần diễn. Vina Uyển My đã gần 50 tuổi, nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung, cô chia sẻ. Thời gian đầu đi hát, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì phát âm tiếng Việt không chuẩn, nhiều từ ngữ không biết. Như tôi cứ nói một câu kiểu gì cũng sai một từ, nên thu âm cực kỳ khó. Một bài hát phải thu đi thu lại đến 4-5 lần mới xong. Tôi ám ảnh với việc hát tiếng Việt, nhưng được cái anh chị em nghệ sĩ rất thông cảm và thương chúng tôi nên tạo điều kiện, không la mắng nhiều. Chúng tôi cũng rèn luyện nhiều nên mới hát tốt được tiếng Việt. Chúng tôi cũng cố gắng học một số nhạc cụ dân tộc như đàn cò, sáo. Bây giờ chúng tôi siêng hơn một chút, nếu phải hát tiếng Việt là ráng hát. Vina Uyển My hé lộ về tên Uyển My không phải là tên thật của mình, mà chỉ là nghệ danh. Tên thật của cô là Vina Trương. Cha của Vina Uyển My lấy tên Vina là viết tắt chữ Việt Nam, còn Nini tên tiếng Việt là Trương Thị Trang. Vina Uyển My hiện tại đã lập gia đình và rất hạnh phúc. Mới đây cô xuất hiện cùng danh hài tiếng Nga Sonny Dũng, Philip Huy tại Canada để trình diễn một chương trình. Theo như lời ca sĩ Uyển My chia sẻ, vài năm gần đây cô đã thu xếp được chuyện gia đình và có thể sẽ hoạt động trở lại. Riêng chị gái cô, ca sĩ Nini, cập nhật trên trang cá nhân của cô hiện tại đang độc thân.